Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta là những người tin vào Thiên Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Đâu là điểm cốt yếu của đời sống đức tin? Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta đức tin. Và trong thánh lễ chúng ta hợp ý xin cho đức tin của chúng ta được lớn mạnh lên, trở thành đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng hợp ý tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cầu cho linh hồn Đa Minh mới qua đời, linh hồn Phê-rô và Mi-ca-ê, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người hiền lành. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con
linh thánh, chỉ có Chúa là lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với ca tin hiệu Chúa và rung tay ban phan mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mamre. Đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức, ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện đứng gần ông. Vừa trông thấy từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sắp mình lạy và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Con xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà con. Các đấng ấy nói: Như ông đã ngỏ, xin cứ làm. Abraham liền vào lều và bảo Sara rằng: Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng. Còn ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các đấng hỏi Abraham rằng: Sara bạn ông đâu? Ông trả lời: Kìa, bạn con ở trong lều. Một đấng nói tiếp: Độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, và Sara bạn ông sẽ được một con trai. Đó là lời Chúa. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em.
Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô. Để hội thánh là thân xác của người được nhờ, tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa. Đấng đã trao phó tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được bày tỏ cho các thánh của người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em. Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Này thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Frederick Ozanam là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của giáo hội Pháp vào cuối thế kỷ 19. Thế nhưng trong lúc còn ở tuổi sinh viên, đã có lúc lâm vào một cái cơn khủng hoảng đức tin trầm trọng. Và trong lúc như vậy, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, thì anh bước vào một ngôi thánh đường cổ ở Paris. Đứng cuối nhà thờ, nhìn lên phía trên, thấy có một người quỳ gối cầu nguyện rất là sốt sắng. Anh bước từ từ lên, và khi lên đến gần thì mới thấy đó chính là nhà bác học Ampe nổi tiếng. Anh đứng im thinh lặng theo dõi cử chỉ của nhà bác học. Và khi ông đứng lên để bước ra khỏi nhà thờ, thì anh léo đéo đi theo sau từ đằng xa. Và khi ông về đến phòng làm việc của mình, thì anh đến gần đó. Khi thấy chàng thanh niên đứng trước cửa phòng có vẻ rụt rè, có chuyện chi đây? Thì nhà bác học liền lên tiếng hỏi: Anh bạn trẻ, anh đang cần gì đó? Nếu mà có điều chi về vật lý anh chưa hiểu, tôi có thể giúp anh. Chàng thanh niên trả lời một cách nhỏ nhẹ: Thưa thầy, con là sinh viên khoa văn chương, nhưng con không đến hỏi
về văn chương, mà con cũng dốt về khoa học lắm. Con chỉ xin thầy mở chỉ cho con một vài điều về đức tin. Nhà bác học Ampe mới trả lời: anh lầm rồi, đức tin là cái môn yếu nhất của tôi. Nhưng mà anh cứ hỏi đi, giúp được chi thì tôi giúp như thế. Chàng sinh viên mới hỏi: thưa thầy, có thể vừa là một nhà bác học nổi tiếng lại vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường được không? Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh sinh viên và vừa run rẩy cảm động mà vừa cảm thấy trước mặt mình là một người có cái thao thức, thì mới trả lời: con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi mà chúng ta cầu nguyện. Và nhà bác học mặc dù là một người có trình độ uyên bác, thế nhưng mà vẫn nhận ra mình là một con người nhỏ bé và yếu hèn kém cỏi. Mà hướng về sự vĩ đại thì đã đưa ra một cái câu đáng cho chúng ta suy nghĩ: con người chỉ có vĩ đại khi mà chúng ta cầu nguyện mà thôi. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta qua lời dặn Martha: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi. Và phần tốt nhất ở đây là cái chi vậy? Là đời sống kết hiệp với Thiên Chúa. Giống như trong tình yêu, cái điều chi làm cho tình yêu lớn lên, đó là điều tốt nhất. Và người ta có thể lấy đi những món quà của tình yêu, lấy đi những cơ hội của tình yêu, nhưng còn chính tình yêu nó sẽ tìm ra những món quà, những cơ hội khác, và tình yêu không bao giờ bị lấy mất đi được. Cái phần tốt nhất mà Chúa nói với Martha đó là ở bên cạnh Chúa, lắng nghe, nói chuyện và cầu nguyện với Chúa. Và chúng ta giống như những cái bóng đèn, chỉ sáng khi mà nối với nguồn điện. Chúng ta tìm được nơi sự gặp gỡ với Chúa, nơi sự cầu nguyện, cái nguồn sức mạnh và cái con đường sáng tỏ để mà đi, để mà làm. Mẹ Teresa Calcutta là một nữ tu có đời sống rất là bình thường, thế nhưng hàng ngày đều đến chăm sóc cho những người đau yếu, bệnh tật, nghèo túng, cùng khổ, rồi hấp hối. Và một điều không chỉ mẹ mà tất cả các nữ tu trong dòng thừa sai bác ái đều phải thực hiện, đó là mỗi một buổi sáng trước khi bắt tay vào công việc đều phải cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể một tiếng đồng hồ. Người ta sẽ bảo sao mà mất thì giờ vô ích. Thế nhưng mà không, đó là cái thời gian cần thiết để đốt nóng tình yêu, đó là thời gian cần thiết để làm sáng ra con đường. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa lúc nào cũng có với chúng ta. Ta có bỏ Chúa thì bỏ, còn Chúa chẳng bao giờ bỏ ta. Chỉ cần ta kêu lạy Chúa thì ta nghe ngay: ta đây. Vậy thì cái điều Chúa mong mỏi nhất đó là ta hãy đến với Chúa, là đấng lúc nào cũng có ngay bên với ta. Và bất cứ ai đến với Chúa đều tìm được sức mạnh và lẽ sống cho mình, như là một cái bóng đèn, nó chỉ sáng khi nối với nguồn điện. Cuộc sống của ta cũng sẽ chỉ có sức mạnh, cũng sẽ chỉ có sáng suốt khi ta ở với bên cạnh Chúa. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa và xin cho chúng ta được mỗi ngày có một khoảng thời gian ở với Chúa. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa
Tôi tin kinh Bồ Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thần trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, xin đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tu, người chịu khổ hình và mấy tháng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các kinh chi mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Kiền Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép vừa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến rao giảng tin mừng khắp nơi cho mọi người biết về hạnh phúc nước trời. Trong tâm tình biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin. Cô Marta đã đón Đức Giêsu vào nhà và tận tình phục vụ người. Xin cho những người tị nạn, những người vô gia cư, những người bất hạnh được đón nhận và chăm sóc để họ cảm nhận được tình yêu thương và sống bình an. Xin Chúa nhận lời chúng con. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Xin cho các giáo lý viên trong giáo phận chúng ta luôn hăng say nhiệt thành tông đồ trong việc học hỏi và rao giảng lời Chúa cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngày nay, con người tìm danh vọng, vật chất mà không lo tìm tiếng Chúa. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết sắp xếp các công việc, giảm bớt những bận rộn trần thế mà quan tâm hơn tới những lợi ích nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết mình đã chu toàn điều Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Con có bao nhiêu
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ mời thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các khi lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, như xưa Chúa đã vui lòng thanh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Phật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng vì chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh ca, anh ca, Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, chúng tôn đấng lạy Chúa. Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thì thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Minh cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người, đặc biệt các bậc tu tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mỗi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thường ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời.
trong tinh nguyện và thánh lễ mỗi ngày. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bơi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong tuần tới đây, ngày thứ sáu là Kính Thánh Gioakim Anna, cũng là quan thầy của thầy Nam đang giúp xứ chúng ta. Mời cộng đoàn đi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho thầy xứ. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.